Cờ vàng Tổ quốc nguyện vọng của toàn dân 46 năm qua toàn thế giới, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn gìn giữ tự nguyện treo lá cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ quốc Việt Nam. Vì nó là nguyện vọng chung của đa số toàn dân Việt Nam. Tại sao tôi viết thế? Tôi có thống kê, tôi có trưng cầu dân ý. Thưa không, vì tôi đã từng chứng minh được lá cờ vàng ba sọc đỏ là nguyện vọng của đa số toàn dân Việt Nam. Đâu phải tự nhiên có cộng đồng người Việt hải ngoại. Đa số họ là những người bất mãn với sự cai trị mọi rợ của chế độ Việt Cộng, bất mãn với lá cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu Phúc Kiến nên họ mới bỏ nước ra đi. Họ ra đi bằng vượt biên, vượt biển và đi bằng thùng đông lạnh và họ vẫn tiếp tục đi cho đến ngày hôm nay. Họ ra đi dù biết rằng trước đó có hàng trăm ngàn người Việt Nam phải chết trên con đường vượt thoát. Họ chết vì bị đói, bị cướp, bị chết đuối, bị làm mồi cho cá, bị hãm hiếp, bị chết đông lạnh trong thùng. Tất cả những người ra đi, họ cũng từng là những người trong nước, trong mảnh đất hình chữ S mà ra đi. Họ tự nguyện treo cờ vàng ba sọc đỏ chính là nguyện vọng của họ, nguyện vọng của toàn thể cộng đồng hải ngoại. Mỗi khi Tết đến, phố xá, hàng quán của cộng đồng hải ngoại, tất cả đều tự nguyện treo lên lá cờ vàng rực rỡ, chẳng một người tự nguyện treo lá cờ Phúc Kiến. Lẽ dĩ nhiên, chế độ Việt Cộng độc tài, độc đảng và độc ác, họ có dùi cui, roi điện và nhà tù. Nên chẳng một ai dám treo cờ vàng ba sọc đỏ, ngoại trừ một số ít chấp nhận, sẵn sàng chịu tù tội như anh Nguyễn Viết Dũng, chị Phạm Đoan Trang, Nguyễn Cẩm Thúy, Hồng Thái Hoàng, Huỳnh Thục Phi, Lâm Ngân Mai và nhiều người nữa mà tôi không tiện nêu tên. Nếu không có dùi cui, roi điện, nhà tù, tôi ước đoán 70 đến 80 triệu dân Việt thương mến lá cờ vàng Tổ quốc. Vì thế, tôi thách thức nhà cầm quyền Việt Cộng hãy dám thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Tôi nghĩ họ chẳng bao giờ dám làm vì họ biết chắc chắn họ thảm bại 100%. Trưng cầu dân ý về đa đảng hay độc đảng, chắc chắn họ cũng bị thảm bại luôn. Kết luận, nguyện vọng của đồng bào hải ngoại là nguyện vọng của đồng bào trong nước khi không có dùi cui, roi điện và nhà tù. Tôi viết bài này vì một chế độ dối trá. Họ dối trá với đồng bào trong nước rằng họ được tiếp đón nồng hậu bởi đồng bào hải ngoại. Thực ra, tôi có xem những hình ảnh đón tiếp trên báo chí Việt Cộng. Nhưng luôn dưới 20 người gom lại là thành phần gia đình của bọn cộng sản và một ít thành phần du học sinh được ưu đãi bởi chế độ, chứ chẳng ai mà rảnh đi tiếp đón bọn mọi rợ hèn với giặc. Ác với dân, tôi biết rõ bọn cầm quyền như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải khi ra hải ngoại chúng rất hèn, hèn một cách nhục nhã. Vì chẳng một tên cầm nào dám mở một hội trường mời đồng bào hải ngoại đến nói chuyện. Chưa thằng cầm quyền nào dám đặt câu hỏi, tại sao đồng bào hải ngoại cứ biểu tình suốt 46 năm qua mỗi khi có lãnh đạo Việt Nam đến. Để tìm hiểu xem nguyện vọng của đồng bào hải ngoại như thế nào để có hướng giải quyết chớ. Chứ cái kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế này thì ngoại giao chẳng khá được. Chính quyền sở tại cũng hiểu rõ, dân của mày mà còn biểu tình chống mày thì làm sao tao tin mày nổi. Hả thằng mất dạy, hả thằng mất dạy là tôi thêm vào theo ý của tôi chứ chẳng có chính quyền nào nghĩ như thế đâu. Sự thật bọn cầm quyền này nó đã không được dạy dỗ bởi cha mẹ của chúng. Nên tôi cho nó là thằng mất dạy là đúng rồi. Mình lãnh đạo dân phải biết yêu mến dân, phải tìm hiểu nguyện vọng của dân chứ. 46 năm qua, chẳng một thằng nào dám mở một hội trường đông đảo để tiếp xúc với dân, vậy có phải những thằng cầm quyền này nó hèn lắm, phải không quý vị? Họ thường đi âm thầm như những con chuột nhát, chẳng ai biết đến, vì khi bị lộ, đồng bào biết được mọi người gọi cho nhau, sẽ biểu tình đông đảo chặn hết mọi cửa trước, họ phải bị đi bằng cửa hậu, gọi là hậu môn. Hèn nhát phải đi bằng cửa hậu môn cũng đúng thôi. Họ nói họ đánh thắng thực dân Pháp, họ đánh thắng đế quốc Mỹ, sao bây giờ họ hèn thế? Họ phí đổ xương máu trên 3 triệu dân, trong khi đó Thái Lan cùng hoàn cảnh nhưng không tốn một giọt máu. Thái Lan cũng đòi được độc lập từ tay thực dân Anh, ngày nay ắt hẳn giàu có hơn dân Việt Nam rất nhiều lần. Dân Thái được sống trong hạnh phúc, không khổ như dân Việt.
Quý vị ơi, quý vị hãy so sánh với nước Nam Hàn đi. Họ giàu có kinh khủng chỉ vì chế độ họ không theo cộng sản. GDP per capita, chỉ số lợi tức của mỗi người dân trong một năm 2022 bằng 31.489 đô la Mỹ một năm, họ giàu có hơn Việt Nam ta cả chục lần. Hãy tự do cho dân tộc Việt Nam mình ngay bây giờ. Hãy xóa bỏ chế độ độc tài, độc đảng, độc ác và man rợ cộng sản ngay bây giờ đi quý vị, không còn một cách nào khác đâu. Cùng một dân tộc là Bắc Hàn, nhưng dân Bắc Hàn bị đói khổ triền miên chỉ vì chế độ theo cộng sản. Khi họ chỉ tạm thắng tháng 4 năm 1975, nếu họ biết thương người anh em của họ, đừng xem anh em của mình là kẻ thù, đừng bắt anh em mình đi tù, đừng hành xử man rợ với người anh em của mình. Họ gieo quả ác, họ gặt quả báo. Giờ thì họ đang thua thảm hại thấy rõ. Ngày nào còn lá cờ vàng tổ quốc, nước Việt Nam vẫn còn, dân tộc Việt Nam vẫn còn, ngày đó họ chưa thể gọi là chiến thắng. Họ chỉ chiến thắng lãnh thổ cướp miền Nam, chứ họ chẳng thắng được lòng dân. Họ bỏ nền kinh tế tập trung của Cộng sản, họ đang đổi cũ theo nền kinh tế tự do của Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng vứt bỏ đi nền chuyên chính vô sản của Cộng sản để thằng cán bộ VC nào cũng làm giàu bất chính, sống trên xương máu của dân. Tư tưởng họ đang dần thay đổi theo nền văn hóa âm nhạc của Việt Nam Cộng hòa. Họ đang bị Việt Nam Cộng hòa đồng hóa một cách thảm bại, nhưng họ vẫn còn không nhận thấy sự nhục nhã mà vẫn còn rêu dao cờ ba que đu càng tụt quần. Bởi vậy người ta nhận định rõ Việt Nam Cộng hòa đã chết rồi. Nhưng lá hoàng kỳ Tổ quốc vẫn còn đó nên không thể chôn được. Còn chủ nghĩa cộng sản đã bị chôn vùi rồi, nhưng chớ trêu thay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang còn sống. Sống vô liêm sỉ, sống nhục nhã theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó, không có chính danh vì cộng sản đã chôn rồi nhưng chưa chết. Sớm muộn gì toàn dân cũng đưa em vào cửa tử thôi em ơi.